Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hunderscore. Đúng mọi người biết mình đang ở đâu, xem tiêu đề video chắc mọi người cũng đã đoán ra được rồi. Hiện tại mình đang có mặt ở Đài Loan. Hôm nay là ngày thứ 3 mình ở Đài Loan và tranh thủ đợt này có chuyến du lịch qua Đài Loan mấy ngày. Mình đã được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc. Tuy nhiên từ channel Hunters Golf thì không thể thiếu content về golf rồi, nên bây giờ mình đang chuẩn bị lên đường từ sân golf. Hôm nay mình sẽ đánh tại sân golf có tên là Changgung Golf Club. Đây là một sân golf khá là lâu đời ở Đài Loan, cũng là sân golf gần Đài Bắc nhất. Đây là lần đầu tiên mình chơi golf ở Đài Loan, cũng là lần đầu mình chơi golf ở nước ngoài luôn, nên là không biết là sân golf ở đây sẽ như thế nào, cũng như là mình có bất đồng ngôn ngữ với caddy hay không. Thôi, mọi người hãy theo chân mình và trải nghiệm luôn 18 hố của sân golf này có những gì và mình sẽ đánh như thế nào nhé. Let's go! Should I aim for the left or the right? The right, right side. Right side is good, right? Hố đầu tiên hôm nay mình chơi là 3-4, có khoảng cách là 395 yard. Fairway tương đối là hẹp và bị bó lại ở bên trên. Hai bên trái phải thì đều là rừng. Để an toàn nhất, mình sẽ cố gắng ngắm thiên phải ở cú tee shot này. Okay. I think it's good. Okay. I don't think I can go through the green. I need to just punch out. Just chip out. Seven. Okay. Chip. Yeah, chip out. Okay. Chip out here. Right there. Okay. 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 Fairway. Yeah. Cú đánh thứ hai mình hơi thiếu may mắn khi bị vướng cây nên không thể đánh tới green được. Ở cú đánh thứ ba này khoảng cách còn lại là 70 yard, tư thế đứng chân thấp chân cao tương đối là khó chịu. Mình sẽ lựa chọn cây gậy 58 cho cú đánh này. Just a bit short. So the green here is fast or slow? Slow. Okay. Oh, very slow. Very slow. Okay, bogey. Gió ngược quá. I aim right, right? Yeah. Right side? Yeah, yeah, okay, yeah. Okay. Hố golf này có khoảng cách tương đối là dễ chịu, tuy nhiên gió cực kỳ ngược, cũng như fairway khá là hẹp, mình cần phải có một cú đánh tee shot tốt. Wow. It's nice. Okay. Khoảng cách còn lại là 90 yard, tuy nhiên gió ngược nên mình sẽ lựa chọn cây gậy 54 cho cú đánh này. Come back. Oh, shot, it's shot. It's okay. Cú đánh hơi ngắn, tuy nhiên đây vẫn là cơ hội đầu tiên để mình đạt được điểm birdie trong ngày hôm nay. Go. Okay. Nice par. So aim for the right side, right? Yes. Okay. You can see a small tree. A small tree? Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. Yes. Small tree. Okay. 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 Go. Okay. Perfect. Fairway. Nó ngược. Okay. Mình đã có một cú đánh driver tốt, tuy nhiên khoảng cách vẫn còn rất xa, cộng thêm gió ngược, mình sẽ full swing cây gậy ba gỗ ở cú đánh này. I think it's safe, right? Rough. Rough, yeah.
78 yard. Cú đánh driver của mình không tốt và bóng bị sang phải tương đối nhiều. Ở vị trí này đất tương đối là mềm, do vậy mình cần phải có một impact tốt thì mới có thể đưa bóng lên on được. On the green. Ăn đất quá. Quả đấy nó bị đánh ở phía dưới bóng. Nên dốc phải qua. Green rất chậm. Rồi go. Go 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 go. Chậm thế. Oh my god. Ok, bogey. Nine iron. Nine, okay. Yeah, nine. Thanks. Oh. Phải quá. Lên dốc trái qua. Đường dưới mình sẽ chỉ cố gắng vào green đi. So slow. Okay. Oh my god. This is okay. Right side. Hồ thứ 5 là par 5 có khoảng cách là 590 yard. Như mọi người đang thấy thì fairway rất là hẹp, hai bên thì đều là rừng. Địa hình của hồ golf này đổ từ phải qua trái. Chiến thuật của mình sẽ ngắm thiên về bên phải một chút và thực hiện một cú đánh draw ở hồ golf này. Ok. Fairway. Yes, fairway. Okay. Ở cú đánh thứ 2 mình lựa chọn cây gậy ba gỗ vì khoảng cách vẫn còn rất xa. Fairway bị bó hẹp ở bên trên, do vậy cây gậy ba gỗ này mình cần phải đánh thẳng nếu không muốn rơi vào bẫy. Ok. Good. 65. Bóng mình có điểm rơi ở fairway nhưng bị lăn nhiều sang bên trái và tí nữa thôi là đi luôn rồi. Vị trí này tương đối là không biết như nào. Khoảng cách còn lại là 65 yard, tuy nhiên vị trí bóng có khá nhiều đất nên mình khá lo lắng không biết bóng sẽ bay ra như thế nào. Oh. On the green? I don't know. Up and down. Okay. Oh, stop. Yes, bar. Oh. Okay. Okay, okay. Okay. Gió ngược nhiều quá. Cú đánh driver của mình vừa rồi có impact không tốt nên bóng không đi được xa. Khoảng cách vẫn còn tới 185 yard, vị trí đứng tương đối là down, gió ngược. Mình sẽ lựa chọn cây gậy nam sắt cho cú đánh này. Oh. À. 84 nhá, mình sẽ sử dụng cây 58. Cú đánh vừa rồi bị chạm cây. May quá bay xuống fairway. Go. Ok. Bên dốc phải sang. Sau cú đánh thứ 3 lên on thì mình còn khoảng hơn 10 feet tới cờ. Đây là cú putt quan trọng để mình không bị mất điểm ở hồ golf này. Ba! Yes! Mình sẽ cố gắng cắt qua bên phải vậy. Thì hố này có vẻ là thế. Hồ thứ 7 là par 4, có khoảng cách là 385 yard, địa hình fairway đổ nhiều từ trái qua phải. Vị trí đánh tốt nhất theo mình thấy là cắt qua cát phải ở trên fairway. Okay.
Cú đánh tee shot bị kéo trái nhiều hơn mình nghĩ, do vậy ở cú đánh thứ hai khoảng cách còn lại là 175 yard lên dốc. Mình sẽ lựa chọn cây gậy 6 sắt cho cú đánh này. Go! Go! Oh, shot! Edge. Sau cú đánh vừa rồi thì bóng mình đã ở map on, mình cần một cú chip tốt để giữ điểm par ở hole golf này. Bye. Okay. Okay. Nhìn từ đầu gió ngược. 150 yard. Go. Okay, on the green. Okay. Yeah, so slow. Oh, so slow. Okay, pa. This one? Uh-huh. Okay. 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 Hồ cuối cùng của 9 hố đầu tại sân golf Trang Gung là 34, có khoảng cách là 390 yard, địa hình fairway đổ từ phải qua trái. Mục tiêu của mình ở cú tee shot này là ngắm giữa fairway và thực hiện một cú đánh draw. Fairway? Yes. Cú tee shot không draw như mình dự tính nhưng mà rất may là bóng vẫn an toàn. 100 yard. Khoảng cách còn lại là 100 yard, tuy nhiên bóng lại ở khu vực cỏ rough cứng, do vậy mình sẽ lựa chọn cây gậy 50 cho cú đánh này. Very nice. Over. Tuy nhiên bóng lại bị over ra khỏi green, tiếp tục là bài toán chip tốt để cứu par. Go. Oh. Yes. Okay. Good chip. Okay, vậy là mình đã kết thúc 9 hố đầu tại sân golf Trang Gung ở Taipei với điểm số là dương 4. Mình nghĩ mình đã có thể làm tốt hơn, tuy nhiên mình vẫn hài lòng với điểm số này ở 9 hố đầu. 9 hố còn lại mình sắp lên trong vài ngày tới. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mà mọi người thích video thì đừng quên để lại một like, một chia sẻ video và subscribe channel Hundus Golf để ủng hộ mình nhé. Mỗi lượt subscribe sẽ là động lực vô cùng lớn giúp mình làm những video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người. Bye.